Chiều nay, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020 tỉnh Hưng Yên đã tổ chức họp triển khai công tác kiểm tra thi. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh, chủ trì hội nghị. Năm 2020, toàn tỉnh có hơn 12.800 thí sinh đăng ký dự thi tại 28 điểm thi với 558 phòng thi. Đến nay, ngành giáo dục và đào tạo đã cơ bản triển khai các nội dung chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, như đảm bảo kiến thức và hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi, tập huấn quy chế thi, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thi cho cán bộ tham gia thi, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác in sao đề thi, chấm thi, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại phòng bảo quản, lưu giữ đề thi, bài thi. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tại tất cả các điểm thi và các khâu như công tác chuẩn bị trước kỳ thi, công tác coi thi tại các điểm thi, kiểm tra chấm thi. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện kế hoạch kiểm tra thi gửi Ban chỉ đạo, kế hoạch về chi tiết, bám sát xuyên suốt lịch trình diễn ra kỳ thi. Trên cơ sở đó, các thành viên Ban chỉ đạo chủ động thực hiện các phần việc được giao, xây dựng phương án kiểm tra, xây dựng phương án xử lý với mọi tình huống, tăng cường công tác tuyên truyền đến học sinh và các bậc phụ huynh về quy chế thi. Đồng chí cũng nhấn mạnh quan điểm của tỉnh là tạo mọi điều kiện tốt nhất, tránh áp lực cho các thí sinh tham gia thi, đồng thời phải đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế, không có sai phạm.